Chiều ngày 29 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Mạnh Hùng về tội chống người thi hành công vụ. Tối ngày 4 tháng 9, Tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1977, trú tại thành phố Hải Dương, điều khiển xe ô tô vi phạm lỗi điều khiển phương tiện trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Kết quả đo nồng độ cồn với tài xế Hùng là 0,698mg một lít khí thở. Khi cán bộ cảnh sát giao thông đang quản lý giấy tờ liên quan của tài xế Hùng để lập hồ sơ xử lý vi phạm, thì người này dùng tay giật giấy tờ rồi bỏ đi. Sau đó, Hùng dùng tay đấm vào ngực cán bộ cảnh sát giao thông, mục đích để cản trở lập hồ sơ xử lý vi phạm.